Vịt đi anh nhím á. Đâu có thế, thế thử vào xem nào. Thử xem là có đủ người không nào. Cộng 15 bạn nữ nhá. Ui, sao mà ví dụ tôi mà bị vịt giết, sao các bạn nữ sẽ cãi nhau đúng không bạn? Mày giết anh nhím của tao đúng không? Đấy, sao các bạn sẽ đánh nhau đấy để tìm ra con vịt giết tôi. Xin lỗi mấy anh em nhá, có một số anh em là tôi test mic xong rồi, nếu mà mic không ổn thì tôi phải mời ra nhá, chứ không phải kích đâu, tôi chỉ mời ra thôi, tại vì mic phải mic ổn thì mới chơi được ấy. Để sơn nhiều. Đấy, một người mic không ổn rồi này. Mic này nghe hơi giọng hơi con trai này. Đấy, hai người mic không ổn này. Ok anh chị ơi. Ở đây đây, có bạn mic ổn rồi, bạn nào đây? Linh à? Linh à em? Em ok này. Em đứng ra bên trái cho anh. Hello Nhím nha. Anh em đứng hết ra bên phải đi. Mọi người. Alo, mọi người tập trung ở giữa. Mọi người tập trung quạt hai. Mọi người tập trung ở bên phải đây, Rồi, đúng rồi. Suka ơi, em thử nói đi. Em thử nói gì đi. Alo, Suka ơi. Rồi. Hello anh. À đây. Ôi thế à? Rồi, Suka đứng bên trái luôn. Mic em ổn nhá, anh nghe rõ lắm. Em đứng bên trái cơ, đấy bên phải rồi. Bên trái cơ mà. Em sang bên trái đi Suka ơi. Suka, ừ đúng rồi. Rồi, tôi là vịt. Tôi là vịt ơi. Em nói, em đấy, đứng trước mặt anh không nói gì đi. Hello anh. Rồi, mic bạn này không ổn. Mic bạn này không ổn thế nào? Nghe ổn quá. Cười mà anh. Uầy, em chơi bằng gì đấy? Điện thoại anh ơi. Thế à, ok thôi, sang bên trái luôn đi. Cẩn trương đây. Lâm máu lạnh, lên tiếng đi Lâm máu lạnh ơi. Alo Nhím ơi. Em nói lại lần nữa đi. Anh Nhím bên đây. Ông này chưa chơi đã biết xấu tính rồi này. Không nên chơi cùng, chúng ta không nên chơi cùng những người xấu tính này. Em fan anh mới biết. À thế à, thế được rồi, qua trái luôn. Rồi được rồi, đến Linh đi. Linh. Alo Nhím. Qua luôn, qua ngay bên trái thôi. Mic hay. Em mua mic gì đấy? Anh làm nghề này anh cũng cần một cái mic xịn ấy. Em chơi điện thoại thôi. À, em xin lỗi, thế do giọng em hay rồi. Vâng. Trời ơi, mic bạn nghe xong như thế có thiên vị đâu. Anh là lúc nào anh công tâm. Đâu rồi. Đâu rồi? À, rồi. Ok nhá, tất cả mấy bạn bên phải bị loại hết. Mic không ổn. Ok. Ôi được rồi, mấy anh em làm trận đi. Làm trận đi. Yo. Anh em tắt stream đi nhá, tắt stream nhá. Ok nhá. Ok. Ôi Quỳnh Anh, còn Quỳnh Anh này, Quỳnh Anh ơi. Quỳnh Anh ơi, nói gì đi. Quỳnh Anh ơi. Cái gì? Được đấy. Quỳnh Anh nói lại đi. Em re. Quỳnh Anh. Được đấy anh. Quỳnh Anh ơi. Em re. Ai? Bắt buồn anh ơi, bắt buồn. Oh my god. Ờ, của anh giọng hơi nam tính không sao. Mic ổn. Đấy, ok. Bắt buồn rồi. Ready đây. Thử cái xem nào. Bino. Thế là giọng bài hơi trầm. Yeah, số 1. Số thấp bạn ơi, hôm nay. Tôi nghĩ hôm nay chơi là sẽ toàn số thấp thôi. Số 4 bồ nông là đẹp này. Số 3 nhá. Ủa, tôi mới chơi được bồ nông đúng một lần duy nhất là cái lần nút anh Piu hôm trước. Ê. Yeah! Let's go! Let's fucking go! Yes! Anh Nhím ơi, em qua ra anh. Sao các bạn ơi, các bạn ấy chơi điện thoại thôi cho nên là khó đá stream lắm. Ôi. Này, anh chuẩn bị random này.
Đâu anh? Đây, ngẫu nhiên đi. Đâu anh? À, ngẫu nhiên là bàn rôn xấu đấy. Quẩy tay dít này đi. Anh em tin rồi, anh em tin rồi. Ngon, 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 ngon. Chim bồ câu đấy. Chim bồ câu thì biết anh. Không phải anh. Chim bồ câu rồi. Ừ, anh chim bồ câu, bố anh đi, bố anh đi. Bố đi đi. Đấy. Nhìn mỗi chim bồ câu phê vị, xem sang ngõ ngoài. Mình phải ngáo ngáo tí. Ừ, bố anh đi. Ui, gì sát thủ? Anh nghe tên sợ thế. Anh Linh. Không được, không được, em là sát thủ. Đừng giết anh, đừng giết anh. Đi làm nhiệm vụ, đi làm nhiệm vụ. À, thôi, thôi. Ok anh ơi. Đi anh ơi. Anh Nhiếm, em là Canada nhá. Anh nhìn ơi, sao anh thấy. Hào xanh Canada, tao đấy, thằng Hào ấy, vốt luôn, hai xàm lìn. Hào xanh Canada đấy. Người đang đuổi tôi, bây giờ tôi sẽ nuốt một người. Có. Hello anh em nhá, hello anh em. Em phan anh. Ờ, cảm ơn các em nhá, cho anh bay 2 triệu. Phan, phan cho anh bay 2 triệu với. Mình nhím thôi, nhím. Ui. Mọi người ơi. Cái xác ở boiler room ấy. Ôi, hai cái xác luôn, anh nghĩ là cảnh sát trưởng chém. Ôi, anh nhím ơi. Ôi. Anh nhím bị ấy thôi. Anh nhím bị tiệt cung thôi. Ấy nhá, thế anh lên giết. Anh lên giết, có người hãm hại anh. Ơ kìa, như anh là bồ nông sao? Cái gì, sao anh lại là bồ nông được? Ôi không, vừa đây em vừa gặp, what the fuck. Anh nhím hãm hoài đi, anh nhím. Trời về, không phải, mọi người để ý nhá. Anh mà là bồ nông hay anh là vịt ấy. Đấy thì anh rất là ít nói, tại vì anh không biết nói dối. Mà trận này anh nói nhiều như này cơ mà, chắc chắn anh phải là một cái gì đấy. Đúng rồi. Em phan anh, đúng. Thôi anh nhím anh. Ok. Thật mà. Ơ nhưng mà xác ở đâu đấy? Đúng rồi, chắc skip nhỉ. Anh là vịt. Xác ở cái phòng mà cho than vào ấy. Anh xin gặp. Phòng đốt. Xin gặp xác mà. Phòng đốt đi. Phòng đốt á, thì anh nghĩ là nó làm cái gì đấy, xong rồi nó tự đốt bản thân mình rồi. Ở chỗ đâu? Đúng rồi. Ờ, tự chết. Ừ. Thôi bỏ qua nó đi anh ơi. Ok. Ô. Ủa sao 2 phút đi em vậy? Uầy, bạn thấy tôi gọi là diễn đóng đạt không? Không tôi giống con Dada. Ôi Linh Linh. Uầy anh. Đánh đi anh bảo vệ em cho. Ok anh bảo. Em bảo em. Anh không bảo em. Trời ơi, người ta phụ nữ chân yếu tay mềm. Em con trai rồi, em phải tự bươn chứ, sức dài vai rộng. Gì em cũng là phụ nữ mà. Mọi người đi làm nhiệm vụ đi, đi làm nhiệm vụ thôi. Tôi lau tượng lại. Có anh nhím anh? Ừ anh đây. Ông là gì anh? Mấy rau này không nên giết người vội các bạn ạ. Giết người dễ bị nghi lắm. Bình tĩnh thôi. Ôi Quỳnh Anh chết rồi. What? Chắc Canada rồi. Anh nghĩ đây là Canada. Vịt tiếp phải Canada cho nên là không biết nói gì cả. Đúng rồi, lúc đầu không nói gì mà. Cho em hỏi tuần này có tăng hay không? Không biết con gì thứ ba con gì. Lúc đó có biết em với Lệ Anh Trần Thái Diêm màu đỏ. Ê, anh vừa mới chạy qua Quỳnh Anh xong đấy. Anh nghĩ là Quang giết xong rồi report luôn. Đúng, em cũng đấy không, anh mà là vịt làm sao mà anh mạnh mẽ như thế được? Sao mà anh quyết đoán như thế được? Đúng, xác ở đâu ấy, Quang ấy? Xác ở gần phòng trương đúng không? Tại anh vừa chạy qua Quỳnh Anh xong. Ơ kìa, Hillbox sao không nói vậy? Oh my god, chắc là Canada.
Không không. Không Canada tôi không, biết không rồi. Phải Canada, không phải Canada. Tôi biết Canada. Ê, nhưng mà có hai người nhận Canada rồi. Anh là Canada này. Rồi. Thế khả năng ông này là Canada ấy. Ông thế khả năng ông này là Canada. Anh Nhím là Canada. Tôi mà bạn, tôi Canada mà. Mẹ đóng quá đạt. Đấy đấy đấy, thằng mẹ fuck Canada đấy. Anh là Canada này. Canada từ đâu đấy? Ai tôi là Canada, anh Nhím phát ông là Canada. Ai cảnh sát? Dương đâu? Ai cảnh sát Dương? Dương Dương gặp nhau ở đâu? Ôi, không ai vote tôi. Dung chuông đấy, dung chuông. Đây là một cái dấu hiệu tốt. Ok. Tại này không ai vote tôi. Đây là một cái dấu hiệu tốt các bạn ạ. Ui, sợ quá Hoàng ơi. Anh gì ạ? Từ từ cho anh bận 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 này cái. Tôi bị bận. Anh bận bận. Bận bể phốt cái. Thế ông Hoàng gì ấy? Tôi là Canada. Hả? Tôi bảo rồi mà. Tôi là Canada, tôi bảo. Ui, mà. Có hai Canada luôn trong một trận à? Tôi là... Em là ủa, sao đi. Sao ấy mãi không được ta? Ấy hết về phía trên anh ạ. Ấy hết về phía trên á? À, ừ, được. Hay hay hay, ôi, bây giờ anh mới biết đấy. Cảm ơn em nhá. Em là dân phòng nhá, em là dân phòng nhá. Em nào đây? Em đầu VIP anh ơi. Ok em ơi. Ê, anh cảm giác bố anh em lên giết đấy. Lít mà anh. Đây bây giờ mình đợi cho mọi người bảo kê đi. Lên giết đi tí mình nuốt sau. Đấy. Sau mấy round này mọi người sẽ tiếp. No. Ai giết linh linh vậy hoài. Lady and gentlemen. Màu fuck. Em báo cáo với mọi người là bạn Linh Linh này là bị giết từ xa. Uầy, thế chắc chắn là bốn anh em mình nhá, bốn anh em mình là legit này. Có bốn anh em ở phòng chơi bờ, chơi cờ bạc này. Ok. Đúng. Em là kẻ đeo bám. Em theo bám bạn này. Thì em đi theo bạn này thì vừa đến bạn này luôn là bạn này bị giết luôn. Ngay trước mặt luôn. Uầy, có khi nào em đeo bám xong rồi bạn ấy không thích em xong em giết bạn ấy luôn không? Không, cũng có thể anh ơi. Tụi em cũng có nhóm 5 người legit ở dưới này anh Nhím à. Em có nói em được bảo mẹ legit ở dưới. Pro VIP này cho bạn em biết rồi mà. Bởi người ta không thích rồi thôi chứ em vẫn đeo bám người ta. Ok. Legit. Ủa thế trong lúc em đeo bám em không thấy có ai khả nghi cũng có cùng mục tiêu với em à? Em với bạn đó sẵn chung, tại vì ông Lâm Anh đứng lâu rồi thì bạn đó không có nói rồi. Xong bạn nó kêu đeo bám, thì em đeo bám bạn đó xong em trả cho bạn đó thì bạn đó vừa chết của bạn luôn. Ồ. Tôi ca ơi, em giết từ xa, bị giết từ xa thôi. Em đứng trong cái tượng em thấy ông Lâm Anh đứng yên luôn. Ông lại mãi ông mới no! Đi mà. Linh Linh thoát rồi, no! Tôi đã trả thù cho Linh Linh, Lâm máu lạnh à? Nghe tên là đã giống kiểu đeo bám không giết người rồi này. Không giống một tên đeo bám lương thiện. Đeo bám mình. Còn mong spawn chỗ nào cùng mình đi. Ừ. Đây. Đây đợi cooldown các bạn ạ. Vừa nãy có đông người quá. Sáu giây. Năm giây, bốn giây, ba giây, hai giây, một giây. Ok. Ui mọi người ơi. Mẹ nó nhìn thấy. Nhìn tôi. Hoàng ơi. Anh xin ơi em phát. Được rồi, nhiều người theo đuổi. À, tôi là vịt làm nhiệm vụ của vịt. Thấy rồi nhá. Anh ơi. Anh bảo. Anh thấy tôi là vịt làm nhiệm vụ của vịt. Anh thấy tôi là vịt làm nhiệm vụ của vịt. À đúng. Tôi là vịt. Tôi là vịt. Đúng rồi. Sao anh lại là vịt? Ủa, có phải cái nhiệm vụ ở chỗ xếp sách kia là cái hiến tế này đúng không? Cái nhiệm vụ của vịt đấy. Anh Nhím đừng giết em.
Có phải nhiệm vụ của vịt là xếp sách đúng không? Yeah. Tôi là vịt, làm nhiệm vụ của vịt. Anh là vịt. Anh là vịt đó. Để em Phang nói thôi, để em Phang ông ấy nhá. Không, nhưng mà anh chưa chắc đâu, nhưng mà khả nghi lắm. Bây giờ nhá, em, anh bảo nhá, hai anh em. Ui kìa, Suka. Đang đi 5 người xong tự nhiên Suka chết luôn. Uầy. Anh nghĩ Suka là bị siêu năng lực ra giết rồi, mà mấy anh em vừa nãy là chạy từ đầu đến cuối luôn. Lộc VIP với cả Duy sát thủ, ba anh em mình đều chạy luôn. Đúng rồi anh ơi. Suka vừa mới chạy ở... Em cũng chạy luôn anh ơi. Suka vừa mới chạy ở chỗ cho đồ ăn Jiki cái gì ấy. Tôi là vịt, mẹ thề. Lâm ơi. Sao? Ông có thấy pin Z chém không? Ok. Em là người cho cái con đấy ăn đầu tiên là con đấy cho nó ăn luôn đấy. Đây nhá, anh bảo mấy anh em nhá. Ví dụ anh em mình là ngỗng thì anh em mình phải dựa vào nhau. Đấy để anh em mình không bị giết đúng không? Mẹ tôi là vịt đứng một mình làm cái đứng ở chỗ kệ sách kia làm nhiệm vụ của vịt. Một mình luôn. Lúc đó là em đuổi anh. Đấy, nó đuổi nó định chém anh để bịt đầu mối. Không phải. Thế bây giờ tôi là vịt Raron đây. Người báo thù. Anh mới là người báo thù này. Anh nhím hết số 2. Số 2 là người báo thù. Vote luôn. Tôi là vịt. Số 2. Một bot trần thái màu đỏ nhá, nó yêu. Trời ơi. Đấy, mình làm nhiễu thôi, mình bổ nông mà. Ok, anh bot nhiễu vịt. Bye bye. Bot mà, vịt rõ luôn. Dương ơi, phòng đông chuông nhá. Ấy, một con vịt đi rồi. Ồ, anh dê. Thoải mái em ơi, từ từ anh bài bạc xíu. Canh cho anh với, không có người khác nhìn thấy. Hồi nãy em đứng đây anh cũng làm bài mà, sao anh làm nhiều thế? Vừa nãy chưa làm xong thì bị báo sát rồi. Nhưng mà anh làm gì đấy? Đi. Anh là... Ủa? Mọi người em phát hiện cái sao đấy? Canada à? Không, cái lời tìm xác này chắc chắn là Canada rồi. Mình giết Canada. Anh nghĩ là giết Canada cho nên là không nghĩ ra được cái gì nhiều để mình nói. Anh nghĩ là như thế. Nhưng mà xác ở đấy là xác. Không có kịch bản. Xác ở đấy là xác ở đâu? Alo. What the fuck? Chưa kịp nghĩ ra kịch bản. Từ đầu rồi. Mình giết Canada nhận từ đầu, nhận về rồi. Rồi sao? Chắc chắn rồi. Vô đi. Anh mới là Canada. Ủa? Ok, anh Linh Tech rồi. Anh Dia Bip ấy. Anh Dia Bip Canada rồi. Bin Di mới là Canada. Vốt trong này xong chẳng sao, vốt anh Dia sao. Anh em đi chung nhé. Dia sát thủ không vốt kìa. Anh Dia chỉ có chém thôi. Ê, vẫn còn vịt thì sao ấy anh em ơi. Ui anh chạy thấy gì à? Dung chuông. Anh Di ơi, em fan anh. Mẹ mày định giết anh đúng không? Có vị cuối khai ra ngay. Em là chim bồ câu mà. Là chim bồ câu? Vâng, em chim bồ câu, em phe ngỗng mà. Ui. Anh Di ơi. Coi nhận lỗi làm thế mới với một fan chân chính. Mình 6 năm như em. Anh Di ơi, thả em ra đi. Trời ơi, mày bảo mày fan anh mà. Anh cho mày mà, em hiểu hơn về con người anh đấy. Mày bảo mày trong hẳn người anh rồi đấy. Em không có trong bụng anh đâu, em có trong trái tim anh cơ. Đây. Ôi, Di sát thủ ơi. Cứu, tối quá. Di sát thủ. Anh Di ơi. Fan 30 năm anh Di ơi. Em sắp xuống dạ dày anh rồi. Anh ơi, em xin anh. Anh em nói chuyện vui nhá.
Hai anh em không cô đơn đâu. Anh sẽ bị em ra rồi anh nhờ. Tha đi, để em không nói vai đâu. Ỉ em ra đi anh ơi. Muốn bị đóng cửa. Anh nghỉ em đi anh ơi. Ừ, nhốt trong ngoài rồi. Từ 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 từ. Ngồi với ai đâu. Ăn phải tiêu hóa đã. Hơi mặn nhá, hơi mặn hơi để chua nhá. Mấy anh em hơi mặn hơi chua nhá. Em bị hôi nách anh ạ. Ok. Anh ăn mặn đấy nào đi, chỗ em đỡ cô đơn nha. Anh ăn cái em rồi nhá, cái bọn em còn có chỗ nương tựa chứ hai đực này làm sao nói chuyện với nhau được. Sao sao sao? Đây, anh kiếm. Ôi mọi người đâu hết rồi mọi người ơi. Sợ quá mọi người ơi. Ôi đâu hết rồi. Anh ơi. Cái gì cơ? Vừa nãy anh bị đèn tối. Ui kìa lại nước kìa. Chạy. Hay quá anh ơi. Hello, anh em ơi. Không dùng chuông được. Phan anh. Thôi, rút làm gì á? Anh thắng rồi. Đồng ý với dùng chuông. Anh rút đi. Anh rút một người nữa đi anh. Rút một người nữa thì chưa thắng không anh? Rút một anh gì anh? Anh nghỉ em đây. Anh chiều hoa không như anh ơi. Oh my god, anh nhím nút nhiều vậy. Anh em ở trong này nhá. Ngoan nhá. Chúng tôi ở trong này từ lúc mẹ mình sinh ra mà. Ôi. Ôi em. Em ở bên xong anh luôn. Con anh nhím rồi đấy. Xong luôn. Chúng tôi sắp thành con anh nhím rồi đấy. Trời ơi, anh nhím rồi. Anh nhím rồi là anh nhím. Nhím tôi. Ui, lâu tiên bộ nông thắng luôn ạ. À. À, đừng nhốt cửa ơi, để anh đi nuốt với. Đây ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Yeah! Không, let's go. Phan ơi, tôi phải che chắn mưa rồi. Bảo là phải giết bồn nông cơ, tôi phải che chắn mưa rồi. Quay mấy bồn nông. Mấy anh em mà chơi ok đấy, mấy anh em chơi ok, chơi lâu bền được đấy. Biết ngay em gì? Kiếm tạo đẹp thế mà không cắn cái gì. Hay đấy. Hên đâu mà hên. Chắc mọi người tưởng anh đa đúng không? Anh nhím nhiều mà anh nhím là bồ nông luôn. Sợ. Kiến tạo cho anh nhím. Kiến tạo cho anh nhím cả. Em định tìm mà anh nhím. Tiếp anh nhím ơi, tiếp anh ơi. Đẹp đẹp, tiếp đẹp, tiếp trận nữa đi. Trời. Anh nguyện là người yêu anh nhím mà anh nhím lỡ thuốc em. Em làm cảnh sát chở em bắn anh nhím. Làm trận nữa xong làm trận cờ các bạn. Ui trời ơi, số 15. Trời ơi, số cao. Xui. Trời ơi, số 10 ơi. Số 7. Số 2, trời ơi, toàn luôn xấu ngẫu nhiên vậy. Em tưởng anh nhím số 1. Số 1 trong lòng em. Alo. À thế à? Anh nhím là số 1 trong phim em nhá. Khét. Khét đi bà. Tận dụng cơ hội rồi. Mày à. Anh nhím số 5 nhá. Anh nhím số 5. Bằng gốc. Fuck. Anh nhím là no. Trời ơi, mất niềm tin vào anh nhím rồi. Đi. Từ khi anh nhím nuốt em xong anh em. Đi có mẹ phế. Về đàn ông. Có mẹ sao nhanh thế nhở? Lần trước nó làm chậm hơn mà. Không sao. Bắp y nhưng mà chắc chắn là có kỹ năng. Ui ra anh 11 vẫn còn 4 ông. Anh Diêu 4 ông. Mẹ đang bổ nông hay? Có anh Diêu 1 ông thôi. Anh nhím ơi. Anh nhím bộ đông chắc luôn. Bà xong đấu kìa. Không sao, Pháp Y ngon mà. Pháp Y mình biết được roll ấy cũng ngon mà. Mẹ chẳng có anh em nào mà không biết chơi. Mình nghĩ là Pháp Y phế thôi. Nhưng mà tôi thấy là ngon.
biết được drone của người đã chết. Mẹ quá là lợi luôn. Mình biết được drone luôn thì mình chắc chắn nó sẽ đoán được những cái khác rồi. ZZ anh nút em luôn. Đâu? Không, trận này anh không phải bồ nông thật. Trận này anh còn ra bồ nông cơ nhưng mà anh không chọn. Tại vì anh thực sự hối lỗi về những gì mình đã gây ra. Nên trận này anh quyết định anh phải làm ngỗng để anh có thể bảo vệ mọi người, anh chuộc lại lỗi lầm của mình. Đây, chính là chỗ này. Lúc nãy anh nuốt Linh. Thôi được rồi, để anh bù đắp lại cho Linh nhá. Z không phải lo đâu. Anh bù đắp lại hết những cái gì anh gây ra, anh bù đắp lại hết cho Linh. Đi thôi Linh ơi. Đi chung với tôi thằng đi làm nhiệm vụ chung đi, anh bảo vệ em cho. Có chức năng anh, chức năng quan trọng lắm. Chức năng em cũng quan trọng anh nhím ơi. À, làm nhiệm vụ tí. Anh nhím là nhiệm vụ vịt này. Không có nha, anh đứng tít xa bên này nha. Quỳnh Anh làm nhiệm vụ vịt này. Tại sao em lại có thể làm nhiệm vụ của vịt hả Quỳnh Anh? Hợp lý. Em đi tìm anh mà. Tìm anh thì có thể gọi anh mà. Ôi à, cái gì kìa? Ôi em bắt từ. Cái gì đây? Từ để. Ôi ông à. Không sao, mình vẫn khám kịp. Tôi thấy ông nào chém đây, mẹ tôi vừa đi vào phát là người chết luôn à. Em ấy tôi sẽ làm vờ đa đa để em đừng mang bình xin nhá. Hợp lý. Em nhìn thấy Quỳnh Anh giết em ở dưới không nha. Tại sao lại thế nhở? Em giết lộ mà phải dùng mình cơ, nhưng mà em không có dùng mình, em bị thương. Cái nói gì đấy mà em bựng. Giọng của Quỳnh Anh có uyển khúc lắm. Có biển khúc này. Dí Quỳnh Anh rồi. Tao không phải em mà, không phải em. Nhưng mà pha giết đấy là như nào nhở? Có siêu năng lực không mà giết trông ảo thế? Không ảo đâu anh ơi, lúc ấy em đang làm nhiệm vụ mà em thấy Quỳnh Anh chuyển một cái đi qua ông lộc VIP. Em nhìn thấy luôn á? Từ từ nào. Vâng, lúc ấy em đang chuẩn bị làm nhiệm vụ. Đổ tội rồi anh ơi. Ê anh bảo này đa đa anh, ơi. Anh nghĩ là đa đa đấy, mọi người tin anh đi. Nhanh như này chỉ có thể là đa đa thôi. Mọi người tin anh đi. Cảnh sát trưởng bắn anh. Cảnh sát trưởng làm việc thôi. Còn để đây em xử luôn. Cảnh sát trưởng cho ngay một phiếu bé ngoan của anh hộ nhá. Thôi ok anh ơi. Là một phiếu thôi. Mày ai cảnh sát trưởng nhở? Phải đi làm thân mới được. Mày ai cảnh sát trưởng? Ê. Ai cảnh sát trưởng ơi? Ai cảnh sát trưởng ơi? Ai cảnh sát trưởng ơi? Công vịt. Có bốn ông này. Tôi không phải, tôi là dân phòng. Đéo tin, thế sao, lý do gì vì sao mà chém lục VIP quả đấy? Em chưa chém, em vẫn chưa chém được mà, anh tin em chém là cái gì? Đâu rồi. Đâu rồi, ai? Ô kìa! Ôi, cảnh sát chém. Cảnh chém em rồi. Tôi thấy ông màu xanh lá cây đứng ngay cạnh đấy. Cảnh sát trưởng chém. Ủa, anh em vốt xác vội thế. Không phải đâu. Em vốt xác vội thế. Trời ơi, phải để pháp y người ta ra đã chứ. Trận này có pháp y mà, Đúng rồi. Trời ơi. Anh em vốt nhanh quá. Anh em vốt vội thế. Đây là cảnh sát trưởng chém nhầm. Đâu chém đúng ấy chứ. Đâu chém đúng cả anh mà. Chém đúng Quỳnh Anh mà. Chém đúng Quỳnh Anh nhưng mà sai người thôi. Đâu.
ngỗng mà. Nên chém anh Nhiễm mới đúng. Rồi, vô đây nhìn đi. Không, anh là Pháp Y. Lộc VIP là Chim Radar. Lộc VIP là Chim Radar. Đấy, bây giờ anh mới lộ zone ra. Lần sau là đừng report nhá. Anh em có Pháp Y. Lần sau đừng report nhá. Ai report là anh em đặt vấn đề ngay, đặt khả nghi ngay. Ok anh. Đó. Ok anh. Yeah. Đặt sách đã. Anh là Pháp Y rồi. Mấy anh em cứ đi làm nhiệm vụ đi. Có xác thì bảo anh khám cho. Chúng là học 3 năm chuyên ngành Harvard. Anh khám sát được. Anh biết được luôn người đấy. Một người thấy xác cứ gọi anh nhá. Pháp Y sai lần đúng không? Một người trông, một người gọi anh là được. Mày trông giống vịt thế nhở? Đừng có giết anh. Trời ơi, tôi là vịt bị giết từ xa. Anh em thấy có ai đứng yên không? Có ai đi qua tôi là vịt mà đứng yên không? Cái đoạn anh chạy ý. Rất xét đứng yên à? Đang làm việc mà. Đang làm nhiệm vụ mà. Không, em là Canada nhá. Sao anh Nhiếp? Anh Nhiếp khám chưa mà anh Nhiếp báo gọi thế? Khám rồi, người báo thù. Tôi là vì là người báo thù. Đấy, có ai nhận người báo thù không? Legit chưa? Legit. Em nhận Canada từ đầu ấy nhá. Em nghĩ là... Có ai Linh chạy Linh, qua cái Linh lúc... Linh Linh à? Ui... Bắn hết cả máu... Em đang chạy... Ô nhưng mà em có thông tin, em có thông tin mà. Em gặp thằng Hoàng tự nhiên nó... chạy vào đường hầm một mình đó. À, vừa nãy hình như là cũng chạy qua Hoàng này. Làm gì phải tôi đang làm nhiệm vụ mà. Vốt Hoàng cho anh! Tại vì cái đoạn bọn anh ấy là cũng ở gần đường hầm. Hoàng là gì? Đúng rồi, vừa nãy có chạy con Hoàng, vừa nãy có chạy con Hoàng. Tôi là thám tử. Thám tử. Không. Vốt Hoàng đi. Anh là Pháp Y kiêm thám tử rồi. Không cần làng mình không cần thám tử đâu. Ok anh ơi. Ok á. Chim Đa Đa ơi. Mẹ sao lại cười nhở? Anh Nhiếp báo. Mà anh biết nó nói điêu mà, nhưng mà anh biết là nó nói điêu. Cũng nghĩ là Kala thôi. Thôi làm thêm trận nữa anh em. Làm thêm trận nữa. Anh Nhiếp. Làm thêm trận nữa được anh em. Từ từ xem nào. Nhìn mươi qua anh. Xem rune như nào. Anh Nhiếp lên thế giới đâu rồi. Mà rune đâu ấy nhở, táp thôi mà. Anh Nhiếp lên thế giới đâu rồi. Linh bồ lông thật. Thôi làm trận nữa anh Nhiếp ấy. Siêu anh Nhiếp vô địch thế giới đâu rồi nhờ. Anh Nhiếp thám tử giỏi quá. Em Nhiếp quá đỉnh. Anh này là chẳng thấy gì rồi, còn anh Nhiếp không chiếm tất cả rồi. Nốt trận nha anh em nha, nốt trận nha. Em là màu nâu nhưng mà đón được anh Nhiếp đâu. Ok ngơi. Luôn đẹp rồi, luôn hay rồi. Đang cuốn, ui da. Trời 11 ạ, à. Không, bữa nay 11 là có ông số, có ông 11 phân màu nâu được. Em số 15 nha. Hai ông số 15 đi chứ. 7 luôn. Ui, thằng hình nhỉ. Từ số 7 nha anh em. Em là phải full hỗn nhiên nhỉ. 11 Neymar. 11 Neymar. Rồi anh Nhiếp là kẻ xác nha.
11 lây ma. Anh nhìn toàn thể nhớ ơi. Đồ chà ngon mà cao thủ. Ồ mẹ. Quậy 3 vịt rồi. Vẫn còn chưa có bồ nông, chưa có bồ nông. Chưa có bồ nông. Không quan sát rồi. Nè, số 7 à, số 7. Chưa có bồ nông, chưa có bồ nông các bạn ơi. Số 8 à. Số 8 không mơ bồ nông được. Số 9 thôi. Số 9 là bồ nông, không thì là tôi rồi. Tôi là bồ nông rồi. Đấy. Hợp lý. Đừng nghe là anh im, đừng nghe là đập lại đâu. Ui bồ nông kìa. Ôi số 15 xuống nhờ. Đấy rồi, uầy, 3 trận bồ nông thì dã man quá. Thôi sợ bồ nông là hợp lý rồi. Trận vừa rồi pháp y cũng ok. À, trận bổ nông nó bị Ồ anh nhé. Em Hoàng. À trận này anh em phải cẩn thận hơn một tí mới được. Mẹ bây giờ có chim radar rồi. Anh quên mất. Từ bỏ anh áo. Chim radar đúng không? Anh nhìn em có áp rồi. Rồi bỏ áo vào trong quần. Cái gì đấy? Mẹ bốn trình cứ đuổi mình. Đuổi bố mình. Ơ, đây không đuổi. Trở về. Ôi trời ơi. Đi co mẹ anh ơi. Em xin đây, anh thả em ra với. Hoàng ơi anh bảo này. Hoàng. Hoàng ơi từ từ. Anh Dìa là buồn ông. Tôi núp trong cái thùng ngay có ngay có ấy. Thấy à, ê ê có khi nào kẻ giả dạng đấy. Anh đang Anh Dìa là buồn ông. Anh đang xếp xếp sách mà. Anh đang xếp sách mà. Có ai ở chỗ xếp sách không? Có em, có em này, em ở chỗ xếp sách không, chỉ có gặp vợ. Anh ở xếp sách, gặp vợ, gặp vợ. Chỗ bên dưới cơ, chỗ bên dưới, chỗ bên dưới cơ. Không phải. Ôi, anh yêu em ở dưới đấy mà. Anh chưa chạy tới bên phòng. Chờ về dưới. Em tin anh gì, em tin anh gì. Từ từ nhá, đợi anh bảo này. Đợi anh bảo từ từ mọi người ơi. Từ từ đừng bốt vội, từ cho anh nói đã, cho anh nói đã. Thôi được rồi. Bây giờ anh là bồ nông, mọi người cũng đều biết rồi. Nhưng anh nghĩ là anh vẫn còn tác dụng, nếu mà để anh sống thì anh sẽ nuốt vịt, anh sẽ không nuốt ngỗng nữa, anh hứa. Okay. Mọi người đi cùng anh đi, mọi người đi cùng anh đi. Bye. Trời ơi, sao anh nuốt em? Mẹ, mấy anh em lấu cá thế, mới quen nhau mà đã tin tưởng nhau rồi. À, thay vì thật. Thì mày định chém anh đúng không? Đấy, bảo rồi. Bồ nông như là phe vịt, phe ngỗng thì anh em đéo tin. Đấy, nuốt mẹ con vịt luôn. Ê... No. Ê... Bảo bồ nông phe ngỗng anh em đéo tin. Trời ơi, ZZ nuốt xác ngay trước mặt mọi người. Đấy, trinh nhau trắng chết rồi. Nice. Chắc chắn là như vậy rồi. Ủa, trận này có vẻ nhanh này, trận này có vẻ nhanh này. Chắc chắn là như vậy rồi. Có tăng hình rồi, có tăng hình rồi. Không, tăng hình không được xác. Ông ăn không được xác. Ông giết sao ông ăn xác của người ta luôn. Đúng rồi. À, tăng hình sao nó được xác? Đâu. Cái gì đấy xác. Từ từ cho ông nói lời chăn trối đi. Không phải, sai rồi. Quay. Chính ra thỉnh thoảng chơi bịt cũng vui phết đấy chứ nhờ. Anh em tải bịt về trên điện thoại đi. Không có máy tính nhưng mà chơi được trên điện thoại các bạn ạ. Thỉnh thoảng anh em chơi. Bye bye.
tai luôn. Các bạn nam bịt tai lại nhá, cái này là chuyện của các chị em thôi. Đấy, các bạn nam bịt tai lại khoảng tầm 15 giây nhá. Số 15 nhá. Nuốt lộ quá. Đấy, game nói chung là game này vui lắm. Bye bye. Thế là còn hai công việc. Ở dưới suối. Ở dưới suối với anh Trần ấy. Anh ơi, cố lên nhá Quỳnh Anh. Cố lên. Hay quá, tuyệt vời. Bên trên ạ. Không thể bên trên. Đấy, tôi. Ông ơi, tôi có bị tôi đi tí đâu. Đây ơi. Chim đà đà. Bọn mình vui nhá. Quỳnh Anh này. Ôi, Chu ca, tôi bám ông rồi. Bám đi. À, lên làm vịt đây. Tin Linh là Tin Linh. Từ từ cho làm nhiệm vụ cái. Linh là Linh Tinh á. Để xem vịt sẽ xử lý như nào đây. Ok đi. Đây nữa. Đây rồi. Ok đi. Ôi. Bin ơi. Nhìn thấy ông ta, quả nhìn thấy ông ta. Ôi cảm ơn Quyên nhé, cảm ơn em nhiều. Sát để ăn điệp viên hay sao ấy. Tôi không có Lily này. Có Miji này, có Suka. Thế bốn là tôi đông cực điệp viên hay sao ấy, tôi không ấn vote, tôi chỉ chạy qua không, mà nó tôi vô không, ta đóng cửa. Tôi chạy sang bên phải luôn, xong lúc tôi chạy quay lại là thấy cái xác màu xanh. Đúng rồi, tôi cũng thấy cái xác xong rồi là tôi hiện cái bạc. Tôi đến chạy lên đốt đèn. Thấy chắc chắn trong cả không sẽ kịp báo. Con vịt ở dưới nha, tôi là kỹ sư, tôi thấy Sabute nó ở dưới chỗ ông tò mò chỗ hầm ngục nhá. À, không phải cả lìn, mà ông nào chơi mét, ông nào chơi bịt ngoài đường vậy, bãi con đái á, đam mê thực sự. Bây giờ những người ở đấy ra zone đi. Đúng rồi. Tôi là kẻ báo thù nói từ đầu rồi. Lìn là gì? Lìn là tuần lần nữa. Buồn lắm là gì? Buồn lắm. Là người yêu cậu đó. Ô đi con mẹ. Từ đi. Tôi là người nổi tiếng. Nổi tiếng quá. Một cái. Xin mày. Cho nổi tiếng hơn anh gì. Bố mày lại mày luôn. Bố mày lại mày luôn. Ô đi luôn à. Làm người yêu anh hiếm ở đây. Đấy, mình nói chuyện anh hiếm ấy. Làm người yêu anh hiếm nhá. Làm người yêu anh hiếm nhá. Chúc mừng nhá. Ok, Miêu ơi. Ok. Linh Linh thì nói dối siêu thế nhỉ? Tôi nghĩ là tôi mà làm vịt hay tôi mà làm bồ nông. Cái thứ ba là tôi phải học bạn này này. Ông số 3. Bà đi xem ấy nhận cũng ngu của ông số 3. Mà tôi cảm giác nhá. Ví dụ con gái mà nói dối nhá, thường nó có kiểu anh em bị cả tin ấy. Thật sự luôn. Kỹ sư mà. Tôi chủ tượng. Tôi là kỹ sư, tôi chủ tượng. Nhờ. Thế mấy anh em xin mãi tôi thì bình thường. Sabote vẫn số mấy? Tôi để ý thấy mấy anh em mẹ dễ tin phụ nữ lắm. Tôi số 15. Xin vãi bìu. Ê, số 15 có kỹ sư mà. Tôi một kỹ sư mà. Tôi số 15. Tôi số 15 kỹ sư mà. Trận này số 1 kỹ sư. Trận số 1 là số 15. Ông chưa tưởng là vịt rồi. Tôi nhớ số 1 là kỹ sư mà nhỉ? Làm gì có chuyện 15 vẫn còn kỹ sư nhỉ? Ông nhìn sang bắn trước rồi. Ui, tôi level tập 43 cơ. Ok, lỗi tôi. Đây rồi. Anh em đông đủ không nhỉ? Okay. Ui. Sao tí sư mình chứ? Tí sư sao mà té đâu chứ? Chúng mình. Ui. Rồi xong, rồi đây vứt có con vịt. Ui, có con vịt này. Ôi, không phải tôi rồi, tôi mới ở dưới kia xuống đúng không? Ông là VIP hay là gì?
Tôi là Canada. Fuck. Canada. Tôi phải đi lẻ. Ông nào? Tên gì? Ông là Long Whip. Okay, trời ơi, Canada thì phải chạy. Nhưng mà đi đúng lại báo người ơi. Con người ơi. Ông nói lộ hết rồi. Ông ơi, có nhiệm vụ. Ông hỏi tôi thế, tôi phải nói thôi. Trời. Phải chết rồi, chết rồi. Tôi đang quá đi lẻ để săn bọn vịt mà. Vịt là cũng biết phá phết đấy chứ. Đùa. Thằng hình này. Thằng hình. À thì ra là giết xong rồi mới tàng hình ạ. Mẹ bình thường tôi toàn tàng hình xong rồi mới giết đấy. Đéo thấy ai cả. Mấy cả lên. Ui kẹt. Ui. Hello. Ui, wow, đóng cửa quá hay thế nhở. Vừa chạy dưới đây một tí thôi. Gì ấy? Đi em mình làm gì? Đi. Này thì đi làm nhiệm vụ. Uầy, phải chơi kinh quá lìn đi. Ê. Ui lìn. Lại hello à? Không nghe giọng vô tội. Uầy. Ba mạng trong một nốt nhạc các bạn ơi. Cô mẹ gánh tem bán lìn thề. Ủa nhưng mà vịt phá cũng hay cơ. Tôi để ý là mấy bạn là vịt chết rồi. Không biết là vịt chết rồi hay là bạn này phá nữa. Mà bạn này phá nữa thì thôi 10 điểm. Nếu vịt phá cũng phối hợp cũng kiểu nhuần nhuyễn cơ. Ủa, đi tìm khát máu lắm rồi. À kìa là cái nhà xác rồi các bạn ơi, chứ không phải cái hầm đâu. Đây cái nhà xác rồi. Đâu rồi. Ui tôi. Đi lẻ. Xác ở cái phòng tầng hầm ấy. Đúng nhỉ? Tunnel action. Nhưng quả này thì khó. Từ từ nha, phân tích đi ông Thành Dương ơi. Từ từ. Thằng Linh là gì ấy? Linh là tên Linh, nói từ đầu rồi, đâu ai nhận với Linh đâu. Khoan là gì? Vừa nãy có ai đi chi? Tôi là chim bồ câu nhưng mà tôi sao phải ngỗng mà, nãy tôi bắt được bồ câu rồi đấy. Bắt được anh Diễm rồi đấy. Mẹ bổ câu lại còn phe ngỗng nữa, vai cả lìn thật. Mẹ tự nhiên lúc được vào trong cái kia bộ lì ba lì rồi nhá. Lọc là gì? What the fuck? Lọc tôi mới bảo mà. Tự nhiên mẹ ngỗng lại thêm quả, mẹ chui được vào tượng, mẹ khắc đéo kỹ sư đâu. Biết rồi nhưng mà... Nhưng mà Lộc... Đúng rồi. Lộc lấy cái lưỡi mà, what the fuck? Cảnh sát trưởng ra tay đi, cảnh sát trưởng ơi. Cảnh sát trưởng ơi, làm gì có? Cảnh trưởng ơi, chém một trong hai người. Còn chém tôi cũng được. Suga. Ui. Thí Suga đi. Giọng này sao mà chém? Nhưng mà mọi người đứng chung với tin nhau nhá. Kiểu chém tôi lại, chết chung với tôi mà. Ok. Thế Suga bấm thằng Lộc viết nha. Ok. Cứ lỗi trừ thôi. Mà lên zip mà, bin zip. Suka băng lộc VIP. Bin zip. Căng này. Ok. Fuck gì anh em? Đều rồi, chắc là phải giết thêm được mạng nữa. Không giết được lộc VIP là ngon. Suka chết. Luôn, đúng rồi, đi giết người đi. Tầng 2. Ủa, mọi người đâu rồi? Đi. Từ từ. Ok, này bắn đi. Nếu ông có bắn chết tôi thì ông chém đi, chém đi. Ok. Xong rồi đấy. Ok. Ui. Ok à. Rồi quả hoàn hảo đấy nhở. Ấn nhầm. Vút lên đi.
sao chết nhiều thế? Ông kia là vì đây tôi là nghiệp. Kẻ báo thù tôi là nhầm. Kẻ báo thù sao giờ ông mới nhận? Lily là vì tôi nhận từ đầu rồi, tôi nhận từ Bin Z rồi. Nhưng mà ông biết mấy người kia đi chung với ông Legit mà tự nhiên ông chém mọi người. Nhưng mà sao chết nhiều thế? Nhưng mà ngay từ đầu bảo rồi Lily là nếu như mà không phải là cái gì nhá, lộc VIP thì là Lin ngay từ đầu là chụp thế rồi. Báo thủ. nhưng mà cảnh sát trưởng chém nhầm hay sao? Cảnh sát trưởng chém lộc VIP à? Không. Đúng rồi. Cảnh sát trưởng chém nhầm nhưng VIP mà ông Dương kia là cố tình chém kìa. Tôi ấn nhầm ông Lâm Máu Lạnh. Vậy may không tin sao được. Lin còn cười nữa. Lin còn cười. Mà ông biết là tôi lúc đầu tôi bắt ông ZZ là ông Lin là tin fake. Linh lúc nãy đi chung với mọi người đâu có xe bô tê chỗ Linh đi đâu. Lúc đầu tôi còn bảo ông ZZ là Hoàng ơi, tỉnh táo đi Hoàng ơi. Tôi còn ở ngay chỗ đây. Nhìn tôi không ơi. Ông người báo thù vậy. Tất cả áp lực đè nặng lên vai Hoàng. Tin gái vì bạn. Bạn nói dối theo gái. Hay là như nào đây? Tôi tin Linh. Rồi. Trời ơi. Đúng rồi Hoàng ơi. Ô. Hay Hoàng ơi. Hay. Hay quá. Hay quá Hoàng ơi. Hoàng đủ tỉnh táo. Hay quá Hoàng ơi. Em liền luôn hết rồi. Xứng đáng một người đàn ông. Phải nam luôn nào. Hay rồi Linh ơi. Ê. Tôi chỉ nhầm Lâm ơi. Bay đã. Phải sao? Hay rồi, hay rồi. Quầy quá, Linh cũng hay cơ. Anh Dìa nốt thêm một công việc đó. Bay là không bị. Anh Dìa bay là không bị gái làm sướng thế nhở. Bye bye, chào mấy người nha. Ok nha, anh em ơi, nghỉ thôi. Cảm ơn mọi người. Bye mọi người nha. Bye nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Bye bye. Anh nhìn bên đây, anh nhìn bên đây. Bye bye. Anh nhìn bên đây.